Sau đây là kết quả xổ số Cà Mau thứ 2 ngày 19 tháng 8 năm 2024. Giải 8 trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 9. Giải 7 trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 0, 1, 6. Giải 6 trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 7453, 8593, 2264. Giải 5 trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 0924. Giải 4 trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 50034, 93443, 56692, 35083, 52823, 23483, 11099. Giải 3 trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 76940, 74455. Giải nhì trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 57039. Giải nhất trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 88597. Giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 204857. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 204857.